chiều anh đi, anh cho tôi chứ không phải ở trọ miễn phí đâu nha. Ông buông tôi ra coi. Trời già này. Ra đi, ra đi, có ai đâu. Ra đi. Thứ già dê, già dịch. Thứ già mất nết à. Ông làm gì vậy? Ông rình mò gì đâu đây vậy? Có gì đâu mà rình mò. Lâu lâu kiểm tra phòng trọ có hư gì không anh sửa. Với lại coi mọi người ở đây có khó khăn gì mà anh giúp đỡ mà. Cảm ơn ông. Ông tốt quá ha. Nè, em có khó khăn gì á, nói anh, anh giúp cho. Chỉ cần em nói một tiếng, anh lo cho em hết. Nè, quan trọng là em cho anh ăn em dữ rồi. Ông đi, buông tôi ra. Nè, khôn hồn, biết điều cho mày ở đây, không biết khỏi đây mày. Vài bữa nữa không có tiền, biết tại thằng. Tôi nói với ông nha, tôi cấm ông đụng vô người tôi đó. Đụng hết nè, đụng. Không kia, dạ biết lái này. Đừng mà đặt cảnh chó nè mày. Trời, nhỏ dễ thương vậy ta. Đi đâu mà về vậy cưng? Gì vậy cha nội? Biến thái vậy thôi nha. Có biến thái gì đâu, người ta thấy thương người ta nựng miếng mà. Ông làm một lần nữa nha, tôi la cả làng này biết á. Có tên không? La đi, có ai đâu. La đi. Đồ có thứ già dê, già dịch. Thứ già mất nết à. Ây da, nhỏ này dữ như quỷ á. Hên á, nhẹ chứ không thôi thì dập luôn rồi. Mấy bực mình gì đâu. Ê, làm gì làm bèm vậy? Thì ông chủ trọ chứ gì, thả dê tùm lum hết trơn á. Tao mới cho ông một trận ngoài kia xong kìa. Trời. Nè mà nghe nói nè, từ đầu trên xóm dưới luôn á, ai ổng cũng dê hết trơn á. Trời ơi. Ê, ổng vừa mới dê tao cái đuổi luôn á mày. Thiệt á hả? Ôi mẹ ơi, tao thấy kiểu này không ổn rồi. Ở hết tháng này đi mẹ ơi, đi mẹ ơi. Thế thì tao cũng bực mình ghê á. Nhưng mà khoan đã, trước khi mình đi á, tụi mình phải nấu cái lẩu dê này mới được. Cô Loan ơi, cô Loan, cô Loan. Ê, ông qua đây làm gì vậy? Có gì thì đứng ngoài nói chuyện. Làm gì sợ sệt vậy, tôi có ăn thịt ăn cá gì cô đâu. Về về lại đi, đứng ở ngoài đó đi. Hôm nay tôi đến thu tiền trọ, cộng luôn tiền điện tiền nước là 3 triệu. Hết hôm nay á là tụi tôi dọn đi chỗ khác rồi. Tiền cọc ông coi như trừ ra đi, khỏi ai nợ ai hết á. Nè. Ông buông tôi ra coi. Nè, chịu anh đi, anh cho tôi chứ không phải ở trọ miễn phí đâu nha. Ông buông tôi ra coi. Trời già này. Nè cái ông kia, ông hết chói cãi rồi nghe chưa. Giữa ban ngày ban mặt mà dám cưỡng bức con gái nhà người ta vậy hả? Nè, tôi đang quay lại nè, tôi báo công an á, coi ông còn chói cãi được nữa không nha. Hai đứa mày định dở trò tống tiền tao đúng không? Hả? Được, hôm nay ông muốn tới công chuyện của tụi tôi rồi đó. Mày cũng tới công chuyện với tao nè. Ai? Ông già dê, ông già dê. Già biến thái. Coi ông còn dám như vậy. Thôi. Thôi. Ai già mất dịch. Ai? Tôi lên coi. Nè, còn dê nữa không? Bỏ tầm mà gặp con gái phụ nữ nhà người ta mà tấy máy tay chân nghe chưa? Thôi, hai cô tha thứ cho tôi đi. Tôi xin lỗi. Nói gì? Thứ già mất nết. Thấy con gái là tôm tướp vô à. Nhìn ổng vậy, tao hả dạ ghê á.